Xin chào các bạn, đây là hoa của cây là Esso. Esso Đắk Lắk thì tôi thấy cái cây này thì là hoa nó cũng xếp vào dạng bình thường nhưng mà tôi thấy nó cũng rất là đẹp. Hoa thì rất là to. Thì các cái lan rừng thì nó thường thường là cây nó rất nhỏ nhưng cây này nó rất to. Cây này to thì chắc là do người ta thu hoạch ở cái vùng vì đây là cây nguyên bản. Tức là nguyên bản là chặt cái khúc cành cây về và trồng nguyên vào đấy chứ không phải là trồng nghĩa là cắt kỳ các nhé và gốc nguyên bản ở cái cành cây rừng đấy thì do là quay máy điện thoại nó chưa được nét lắm đấy thì thân của nó rất là dài. Ở trên đây nó vẫn còn mấy cái lá đây, nếu mà các bạn nào mà đam mê về lan hoặc chưa mới tìm hiểu về lan thì cũng có thể nhìn đấy. Về hoa là dưới đây, đây là hoa thì nó ra một đoạn hoa đây nhưng mà đứa cháu nó cắt bớt để cho nó còn nuôi thân. Đặc biệt là cái này là nó hoa nó rất to. Và đây là lá của nó đấy, các bạn quan tâm thì có thể là nhìn kỹ và thân nó dài. Nói to nó cũng chưa thể bằng ngón tay được, chứ một số cái lan người ta nói là thân nó to bằng ngón tay thì cái này nó không bình thường. Đây mà tôi nói nó nguyên bản bởi vì sao, vì thân của nó vẫn mọc trên một cái khúc gỗ được chặt từ cái đoạn gỗ trong rừng. Thế đây nó buộc chủ yếu là cái phân này là cái phân dê và cái phân tan tan trọng. Còn đây lá nó, loại này thì lá nó rất dày và nó bầu bầu lên đấy. Đây là lá của nó, lá nó dày hơn các loại khác. Thì đây là cái mấy có hai cái mầm gốc rẽ ra rất khỏe và nó bám vào cái khúc cây. Đây vẫn cái khúc cây, cái khúc cây được chặt nguyên bản ở trong rừng thì cái cây gỗ này gỗ rừng thì không biết có gì mà buộc mấy cái ấy vào đây. Thì các bạn thấy là rễ nó ra là rất là khỏe. Thì cái này là vẫn dòng ESO. Hoa của nó thì đứa cháu bảo là hoa vẫn dòng hoa bình thường nhưng tôi thấy nó đẹp thì tôi cũng quay lên. Vì tôi cứ thấy cây nào đẹp thì tôi quay. Cái lá này như lúc nãy tôi nói là nó dày. Đấy hai mầm thân rất khỏe. Còn cái thân hoa đây thì cái lá này nó vàng. Đấy, đây là mặt sau. Còn đây là mặt trước. Đấy thì các bạn nào quan tâm về lan thì tôi quay, tức là mùa này là vẫn mùa hoa lan giả hạt nên tôi quay cứ thấy nở hoa thì tôi xuống đứa cháu là tôi quay. Đấy thì dòng hoa của nó một chùm vì nó bấm bớt hoa để nó nuôi thân nhưng mà chùm hoa cũng rất là đẹp, các bạn thấy không? Cái này thì nó không có đột biến gì, nó hoa bình thường như tôi thấy hoa to và cái dòng của ESO thì cái cánh hoa này nó dày dày và nó cứ phơn phớt hồng đấy. Còn cái mắt hoa trong và cái họng cái mũi thì là nó như thế, thì tôi thấy cũng rất là đẹp khi nó một chùm này, thật rất đẹp, các bạn thấy không, chùm hoa là rất đẹp. Với cái thân này nó cũng dài, nó phải dài phải mét rưỡi trở lên đấy, nhưng mà nó dài thế nhưng mà thân nó cũng bình thường. Còn đây là hai cái nụ nó đang chuẩn bị nở. Còn cái loại này thì lá nó xếp thẳng thẳng hai bên đấy, lá thì to và dày và cái thân này thì đúng nó vẫn còn mấy lá và vẫn ra hoa. Thì đấy là dòng cũng giả hạt ESO Đắk Lắk nguyên bản trên cái thân gỗ này. Tôi quay, nếu bạn nào quan tâm thì cũng có thể là xem các tiếp theo vì tôi quay cứ thấy đẹp là tôi quay, mà nó nở hoa tôi quay để chúng ta dễ hình dung. Thế đây cũng là một cái dòng giả hạt của ESO. Thì như cái giỏ này hình như đứa cháu nó vẫn để cái giá đây thì phải. Thì cái việc nói tôi chỉ thấy hoa của nó rất đẹp, các bạn thấy không, chùm hoa này rất là đẹp
Đấy. Như đặc biệt như tôi vẫn nói về cái dòng ESO là nó cánh hoa nó phớt phớt mà hồng. Như cái thân này thì trên này nó có một cái kỳ. Cái dòng ESO này thì nó thế à? Cái dòng ESO này thì cái hoa cái thân lá nó tím tím. Đấy thì các bạn xem thì cứ tôi là thấy hôm nay là ngày nghỉ nên tôi xuống tôi quay một số cái giỏ lan mà để các bạn xem vì nó đang có hoa thì quay từng loại là nó có hoa thì tôi quay. Thì đây cũng là một cây giả hạc, cái hoa nó lại khác. Các bạn thấy không? Ui, cái hai cái mắt nó rất là đậm. Mà mắt nó có tràn viền ra đây. Cái cánh này thì nó dài hơn. Lúc nãy tôi quay một số cái thì ấy, mắt nó rất là đậm và cánh nó dài hơn. Đấy, nó có cái viền viền màu hồng. Mà hoa rất to, các bạn thấy không? Cánh dài khoảng 2 đốt ngón tay. Thì đấy, thì những cái thân này nó lại mập. Nó mập từng đoạn. Đây là cái lá của nó, cái này nó được 3 cái mầm rất là những cái dài ngắn khác nhau. Còn rễ nó ra là rất là tốt. Cây này thì tôi nói là những cái dòng của ESO Đắk Lắk hoặc là cái rừng nó hay nhỏ nhỏ, nhưng cái thân này nó lại ở dưới này nó nhỏ, như trên này nó đã to hơn. Đấy. Thì tôi quay tôi thấy thế nào tôi nói thế, nhưng mà cái hoa này đúng là các bạn thấy không? Hai cái mắt nó rất là to. Hai mắt nó rất là to và rất là đậm. Đấy, các bạn thấy không? Rất rõ. Cánh của nó thì nó lại hơi dài dài, con mà cánh nó cũng hơi cứng, phớt phớt hồng. Đấy, thì những cái hoa mà thấy đẹp thì là tôi quay và thân nó như thế. Đấy thì đâu nhỉ, còn cái nào? Xe con này chưa? Chưa, mấy cái đã quay đâu. Cái hoa này thì nó lại mắt thì nó đã rất đậm, nhưng mà cánh nó lại cánh nó có vẻ to bầu bầu, nhưng vẫn cái dòng ESO thì nó vẫn là cánh phớt phớt. Như cái này cánh nó bầu bầu to hơn, hai mắt nó cũng rất rõ. Đấy, thì riêng cái này thì thân của nó một đoạn này, thân cái này thì nó cũng gầy. Đấy, các bạn thấy không? Cái thân nó bằng cái dưới nó bằng cái tí, nhưng hoa rất to. Hoa rất to mà nó rất rõ hai mắt. Thì cái này cũng dòng gọi là hoa bình thường, nhưng tôi thấy nó đẹp thì và một số cây nó nở hoa tôi cứ quay lên đây thì các bạn hình dung. Còn cái này thì nó có hai cái thân, hai cái ba chứ, một cái dài, một cái ngắn và một cái nhỏ nhỏ nữa, ba mầm gốc. Đấy thì đây là cũng một cái loại cây và lá của cái này, lá cái này cũng dày. Nhựa. Cái lá dày thì gọi là lá nhựa, nhưng mà phát triển rất tốt. Đấy thì tôi cứ thấy hoa đẹp thì tôi quay. Thì mời các bạn chiêm ngưỡng, bạn nào mà đam mê về lan và thích về tìm hiểu thì đây là tôi quay trực tiếp là nó có nở cả hoa luôn. Tức khi nó nở hoa tôi quay thân na hoa hóa để các bạn hình dung. Quay là mình quay đây này. Đây là một bông hoa này thì lại thấy đẹp, tôi lại quay vì cứ đẹp là tôi quay. Nó nở, đấy, nhìn hoa nó, ô, cánh nó bay cong tít, gọi là vút cần câu. Mà cái này, cánh nó cũng dày. Cái này nó lại tịm hồng hồng hơn. Đây. Đấy, nhìn rất là đẹp. Thì cứ thấy đẹp, mà mấy cái dòng lan rừng này tôi đã nói rồi, cái thân của nó mảnh khoảnh lắm. Đấy, thân nó bé tí, đây. Các bạn so ngón tay là bé tí. Còn đây là nó được 2-3 cái mầm đây. Đấy. Thì lá của loại này thì nó cũng mỏng mỏng, nó không dày lắm. Như cái tôi quay cái hoa bệt đấy là nó cánh rất dày, lá rất dày. Thì đặc điểm của cái dòng ESO Đắk Lắk là cái cánh cây nó hơi tím tím và cái cánh hoa của đấy nó cũng hơi tím tím, thì tôi quay một số cái tôi thấy như thế. Đấy, cái này là hoa cũng rất đẹp, cánh rất căng và cái
đấy cái mắt, cái họng nó, cái này mắt nó nhỏ nhỏ tròn tròn trong mắt họng và thân cây. Video này tôi xin tạm dừng ở đây. Nếu bạn nào quan tâm về phong lan rừng, xin mời các bạn đăng ký kênh và có thể like và chia sẻ và cùng tìm hiểu về phong lan rừng Tây Nguyên. Xin cảm ơn và chào tạm biệt các bạn.